Kính chào tất cả các anh em đã ghé thăm kênh Review Audio. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến nhau mình một chiếc radio rất là sang trọng, đẳng cấp, mang đậm phong cách thiết kế của châu Âu. Chiếc radio mới về từ Đức mang thương hiệu Gudit. Một chiếc radio vô cùng cao cấp được sản xuất trực tiếp tại Đức vào những năm 1977, năm 1978. Đến nay là 45, 46 năm rồi. Nhưng mà chiếc radio về trong tình trạng tuyệt đẹp, đẹp xuất sắc ở tất cả các góc cạnh luôn. Và điều đặc biệt là chiếc radio này có cái màu cà phê rất sang và cực kỳ hiếm. Dòng này có 3 màu: màu đen, màu trắng và màu cà phê. Thì màu cà phê này sẽ sang trọng hơn và hiếm gặp ở trên thị trường hơn rất là nhiều các bác nha. Máy phải nói là quá sang trọng, đẳng cấp ở mọi góc nhìn, với phong cách thiết kế cực kỳ sang trọng hoàng gia của châu Âu luôn các bác. Dòng máy này được thiết kế với size chiều ngang 500, có nghĩa là 50 phân, chiều cao là 290 và chiều sâu là 120. Máy rất nặng, lên đến 8,9 kg và sở hữu được đầu tư lên đến 13 băng tần. 13 băng tần, trong đấy sóng FM chắc chắn phải là 108, bắt full tất cả các đài, dù các bác ở bất kỳ quốc gia nào luôn. Dù chúng ta ở bất kỳ một tỉnh thành nào thì vẫn là bắt full tất cả các đài, full tần số, sóng sạch, nét căng. Bên cạnh đấy còn có những cái dãy tần số khác như là SW từ 1 cho đến 10. Ở trên này là 2 này, ở dưới đây là thêm 7 nữa, ở dưới đây là từ 3 cho đến 10. Có một cái nút bên hông, chúng ta có thể xoay chuyển cái kênh sóng từ 3 đến 10 SW. Các bạn thấy không? Rất đẳng cấp này. Đây, chúng ta xoay. Như vậy là phải nói là 13 băng tần thì quá là khủng khiếp rồi. Tất cả những hệ thống núm nút này ấy, được làm bằng nhôm phay, còn sáng choang bóng loáng luôn, tuyệt đẹp luôn. Và cái phong cách thiết kế trông nó rất là sang và nó rất là cân đối các bác nha. Mặt đồng hồ dò sóng radio thì hiển thị sắc nét to rõ và có đèn nền màu vàng cam rất là đẹp. Phần sau em test cho các bác cùng ngắm nhìn. Ở đây chúng ta còn có một cái đồng hồ hiển thị về sóng radio, hiển thị số, rồi đồng hồ này, chúng ta có thể cài đặt giờ này. Máy sử dụng một loa toàn dãy nằm ở phía bên trái, mang đến cái chất lượng âm thanh rất tốt và cho phép chúng ta chỉnh được tông bát và chép. Đây là hai volume để chúng ta chỉnh bát chép các bác nha. Bát này, chép này. Đây là volume lớn nhỏ này. Đấy, đây là cắm tai nghe này. Nút nguồn này. Đó. Đèn này, rất nhiều các chức năng tuyệt vời luôn. Các bạn thấy là các cái núm nút hệ thống này, và nó là sáng, sang, xịn, tuyệt đẹp luôn các bạn. Chiếc radio này thì khi mà chúng ta bày thì phải nó làm đẹp ở mọi không gian luôn. Đây là có một cái đồng hồ vu các bạn nha. Ở trên này thì hệ thống núm nút rất nhiều, chúng ta có thể chọn các băng tần. Ở đây là có FM từ 1 đến 6, cho phép lưu 6 kênh. Các bác có thể lưu sẵn 6 kênh mà chúng ta không cần phải dò tay. Như vậy là chúng ta chỉ cần bấm chuyển từng kênh chúng ta đã lưu sẵn thôi. Còn không thì chúng ta có thể chọn FM ở đây và chúng ta sẽ dò tay ở hai cái nút tuning. Đây là ba phần nút tuning. Nút trên cùng là nút FM. Ở đây là có cả phần cổng line in các bác nhá. Line in là chúng ta chọn cái cổng này. Phần sau em test luôn cổng line in cho các bác cùng cảm nhận. Quay sách này. Tất cả còn sáng choang các bạn. Sáng choang. Anten 2 tầng. Anten cực kỳ gấu, rất VIP, 2 tầng luôn. Và khi mà chúng ta kéo cả 2 tầng này lên thì chắc là nó cao, gọi là đụng trần nhà là có thật các bạn. Em chỉ mới tạm kéo một chút xíu để các bác cùng cảm nhận thôi. Và khi chúng ta không dùng, chúng ta hoàn toàn có thể để âm xuống bên dưới thì nó rất là gọn gàng, rất là tinh tế, cực kỳ sang trọng đẳng cấp luôn. Đây các bác cùng ngắm cạnh hông còn lại nha. Được làm bằng cái miếng ốp nhôm này. Rất là cao cấp. Quay sách hai bên, tất cả mọi thứ đều còn bóng loáng. Các bác quan tâm đến sản phẩm thì nên nhắn tin qua Zalo. Đấy, em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết cũng như là chúng ta sẽ trao đổi với nhau được chi tiết hơn về con máy này. Em về thì chỉ có một chiếc duy nhất thôi các bác nha. Mặt phía sau cũng đẹp như mới luôn các bác ơi. Đặc biệt là màu cà phê nhìn quá là sang luôn.
và nó là sang xịn chưa các bác? Đẹp nhờ, màu cà phê nhìn quá đẹp luôn. Bề mặt được làm sần giã da, trông nó cao cấp, chống bám bụi, chống vân tay, chống chảy xước, và nó là tuyệt đẹp. Em quay sắc nét luôn cho các bác ngắm nhá. Đây là phần kết nối dây nguồn, hàng châu Âu, máy sử dụng đa cầu điện từ 110 đến 240V. Các bác có thể cắm điện thoải mái, không sợ cắm nhầm nhá. Rất là đẹp. Ở đây có một cái nắp cốp luôn này. Đấy, mới keng. Nắp cốp này chúng ta có thể đựng một số những phụ kiện như là dây nguồn. Ngoài ra thì máy có phần nắp pin đặt ở phía dưới đáy này. Nắp pin đặt ở dưới đáy. Ở đây là có những cái nút chỉnh cho phần kênh FM. Chúng ta sẽ lưu 6 kênh FM bằng cách chúng ta điều chỉnh những cái tần số sóng ở phía sau. 6 kênh. Đấy. Các bạn thấy không? Quá nét từng góc cạnh luôn. Đây là cổng line-in sử dụng jack din 5. Đặc trưng của hàng châu Âu là chuyên dùng jack din 5 các bác nhá. Đây ạ, jack din 5 đây. Em sẽ kết nối sẵn là tí nữa em test luôn cho các bác qua cái cổng din 5 này nhá. Đấy. Từng con ốc con vít này. Mới keng luôn. Rất là cao cấp, xịn sò các bạn. Đặc biệt là cái màu cà phê siêu hiếm trên thị trường, mới tinh. Bây giờ em test máy, mời các bác cùng trải nghiệm trên siêu phẩm radio tuyệt đẹp. Đây là nút nguồn này, chúng ta sẽ gạt xuống để bật nguồn nha. Đấy. Đèn số hiển thị sắc nét, nhưng mà chúng ta quay qua điện thoại thì khó nhìn. Còn bên ngoài là hiển thị sắc nét cho các bác nha. Chúng ta có đèn ở đồng hồ vuông, đèn ở kênh dò sóng radio, đèn ánh vàng rất đẹp. Em sẽ tắt nguồn và mở lại cho các bác cùng để ý nhé. Các bác nhìn ở đây này. Đấy, đèn sáng rất đẹp luôn. Đấy nhá. Đó, ánh vàng tuyệt đẹp. Chúng ta bật kênh sóng nào thì nó sẽ sáng đèn ở kênh sóng đấy. Rồi, bây giờ em sẽ mở lớn volume lên này. Thưa quý vị, còn với sản phẩm nước làm đổi màu hoa, các thành viên của Bambi Hanna phát hiện ra rằng lý do lớn nhất khiến việc nhuộm hoa không thành công là màu không tan trong nước, dẫn đến tình trạng bị nghẹt trong mạch nước. Quý vị khán giả đang lưu tâm trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật và chia sẻ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị khán giả có thể điện thoại đến số hotline 028 391 9191 hoặc là trực tiếp gửi thông tin về fanpage với từ khóa là VOV giao thông gạch giữa khu vực phía Nam quý vị nhé. Duy Thanh cảm ơn rất nhiều. Tiếp tục truy lùng những nghi phạm khác trong bối cảnh các vụ cướp tiền trên các phương tiện vận chuyển diễn ra liên tục gần đây. Bộ trưởng Môi trường Indonesia hôm nay cho biết nước này đang huy động máy bay trực thăng và tạo mưa nhân tạo để dập tắt các đám cháy rừng trên đảo Sumatra và Borneo, đồng thời phủ nhận các đám cháy gây ảnh hưởng tới quốc gia láng giềng Malaysia. Động thái được đưa ra sau khi quan chức Malaysia chỉ trích hàng trăm vụ cháy rừng ở Indonesia gây khói mù tại các khu vực ở Malaysia, làm chất lượng không khí trở nên xấu hơn. Vừa rồi là một số tin tức. Âm thanh rất hay luôn, sóng rất là sạch phải không? Khi chúng ta chưa bắt được đài mà gần như là chúng ta không nghe thấy tiếng sôi luôn. Diện tích lúa còn lại để có thể giảm bớt được thiệt hại đáng kể. Du khách Việt sắp đi Thái Lan sốt ruột sau vụ nổ súng và hủy nhiều lịch trình. Vấn đề an ninh đang là nỗi lo hàng đầu đối với các khách Việt đang chuẩn bị đi Thái Lan. Nhưng chỉ sau ít hôm, bộ phận đó của anh lại bị mưng mủ, nhiễm trùng. Vào bệnh viện Việt Đức thăm khám, anh mới vỡ lẽ. Đến chia sẻ câu chuyện mới xin cái đấy tự cắt không bắt được rất nhiều đài luôn. Don't you know that Christmas is coming?
Còn khi chúng ta bật chúng canh sóng như đây thì đèn bên dưới sẽ sáng nhé. Em lấy ví dụ này. Đó, đèn bên dưới nó sẽ sáng này. Các bạn thấy không? Còn khi mà chúng ta chuyển xuống bên dưới đây, giả sử bây giờ chúng ta sẽ chọn AM đi. Đó. Lần sóng người nhập cư bất hợp pháp cũng đang gây ảnh hưởng đến khả năng sống của AM các bạn nhé. Đảm bảo được AM chúng ta giờ người di cư đang tạm trú tại quốc gia này. Do đó, việc tiếp tục mở sử dụng nguồn ngân quỹ này là một quyết định bất khả kháng đối với chính quyền Biden. Hoặc là chúng ta bấm ở trên này. Chúng ta sẽ chọn cho cái kênh sóng bên phía dưới này các bạn. Đây, đó nó sẽ sáng bên dưới. Chúng ta chọn kênh sóng nào thì đèn bên dưới nó sẽ sáng rất là đẹp luôn. Đó, ở giữa này. Không phải là giải pháp toàn diện cho vấn đề này. Di cư. Trên cùng bởi này. Nó không chú trọng vào nguyên nhân cốt lõi. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua cổng Line-in. Line-in chúng ta bấm cái này. Mời các bác cùng trải nghiệm qua cổng Line-in nhá. Em đã kết nối sẵn với lại một chiếc máy MacBook. Mời các bác cùng trải nghiệm chất âm. Chúng ta sẽ lắng nghe bài Phố Xa. Ngoài trời lúc này đang đầy mưa các bác này. Em quay vào buổi chiều muộn, trời đang mưa. Thế nên là ánh sáng nó, hôm nay nó cũng hơi tối. Nhưng mà em quay với chất lượng video 4K, các bác có thể nhìn thấy rõ từng hạt bụi. Chúng ta đã lắng nghe bài Phố Xa trong một buổi chiều mưa rất là hợp. Mời các bác cùng lắng nghe nhé. Phần này này. Buồn đợi bóng hình ai như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỷ niệm, giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vấn vương. Chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có. Rất hay. Âm thanh chi tiết sắc nét. Các bác thấy là chiếc radio có thể nói là nó đẹp bằng mọi góc nhìn. Chúng ta bởi ở không gian nào cũng sẽ làm cho cái không gian đấy trở nên sang trọng hơn rất rất nhiều các bác. Quá đẹp luôn. Trên khung hát lắng ngủ buồn đợi bóng hình ai như tìm về giấc mơ xưa, mây mờ giờ là kỷ niệm, mùa thu lặng lẽ trôi đi, mùa đông lạc xứ tình yêu, xuân về như có nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi anh. Vâng, vừa rồi là em đã vừa review rất là chi tiết, gửi đến các bác một siêu phẩm radio được sản xuất trực tiếp tại Đức. Chiếc radio Goodit 3000, máy mới về màu cà phê, đẹp lung linh xuất sắc, tất cả hoạt động hoàn hảo. Các bác ở gần có thể ghé thăm 104 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta trải nghiệm thực tế sản phẩm. Các bác ở xa thì các bác nên nhắn tin qua Zalo để chúng ta trò chuyện được uy tín hơn, cũng như em gửi thêm những cái ảnh chi tiết cho các bác. Các bác có thể ghé thăm và giao lưu thoải mái, bởi vì máy thì chỉ có một chiếc thôi. Thực ra là em xây dựng review audio với một niềm đam mê rất lớn, cho nên cũng không quá đặt nặng cái vấn đề về thương mại. Mong các bác ủng hộ kênh bằng cách bấm đăng ký. Một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.